Chào mừng mọi người đến với shop bemontv.com. Đó có những dòng quay hấp dẫn, tỷ lệ nổ hũ cao, giảm giá 70% và những dòng quay cùng nhiều trò chơi hấp dẫn. Nhanh tay truy cập vào shop bemontv.com thôi nào. Hello mọi người. Thì mấy hôm nay mình cũng hơi áp lực, với lại kênh của mình mấy hôm nay cũng có nhiều chuyện buồn quá đó. Thì thôi, hôm nay mình mới bắt đầu chơi game lại được. Thì giờ mình vô chơi một trận nhé, rồi mình cùng tâm sự. Là khó xử vì mấy hôm nay Đức cũng có nhắn tin cho mình, gọi điện cho mình, và Đức cũng có hỏi thăm cái kiểu, nhưng mà mình cũng chưa sẵn sàng để trả lời Đức. Thiệt là khó xử quá đi. Hả? À mẹ là có bị mon đúng không? Ông mày nhận sao rồi? Sao đấy? Tại sao mày không thể nhắn tin với Đức mon? Thì đó là chuyện của tao. Bây giờ tao thích hỏi mày được không? Đéo. Không thích đi. Giờ tao hỏi mày, mày phải trả lời chứ. Bạn thấy bạn vô duyên không? Ô vô duyên chứ, chuyện của người ta mà kêu người ta trả lời. Tao thích đây, mày làm sao? Làm vậy đó. Không trả lời. Nhưng mà chuyện của người ta mà tự nhiên. Nhưng mà tao thích xem vào đây được không? Chó xấu à? Mày làm sao? Tự nhiên cứ thích xem vào. Thích thôi, tao thích gì tao xem vào thôi. Có người kìa, coi chừng nó bắn mày chết đi. Ui, mày cứ nghĩ tao sợ quá cơ. Mày còn bot. Mày còn bot trên Wi-Fi này. Tao cho một viên một thằng đi thôi. Có thật quá không dạ? Mà mày biết Đức Mỡ mà. Tao biết chứ. Tao là sư phụ Đức Mỡ mà. Là thằng đéo nào. Ôi nghe như chị Châu ấy. Tao chị Châu mà. Bắt đầu. Chị Châu, ơ nó tự nhận nó chị Châu luôn kìa mọi người. Ừ, tao thích làm chị Châu mà. Ôi trời. Em sao? Không sao thằng nào mà thích đi thích làm chị Châu kìa. Đúng. Tao chỉ sâu rồi, nó tao tự nhận, ok chưa? Nó cứu rồi kìa mày. Qua đó đi. Tao ra bắn vào cái nó chết, nhìn đây này. Tao làm là duy nhất thôi. Làm là duy nhất thôi. Một viên phun mũ. S shot. Ôi. Cả S. Ở chấm cái S, tao bật đồ laser đấy. Tôi, mày đừng có bốc quét. Kiểu đương nhiên tuy ta chỉ Châu nhưng mà trình của tao phải gọi là hơn cô tứ. Tưởng ghê. Cô tứ là để tao thôi. Hay gớm chưa mày, ngu đấy mày, bắn đây mày. Mày nhìn tao one shot này, mày one shot đi ấy. Headshot mày đi chưa? Ồ, tao mà ngang cầm cô tứ băng yếu rồi. Họ châm yếu, tao sư phụ tứ mà. Bắn hai viên này là nó yếu cực luôn rồi. Cứ nói nhiều châm yếu. Mày thì tao bắn một viên nó chết mày luôn. Mày ngu đấy. Mày ngu ý. Mày ngu. Mày đã gà ngu. Mày, ôi mày biết tao bao nhiêu tuổi rồi mày bảo tao già. Tại vì đang bực cả mình mọi người ạ, mà còn gặp thêm cái thằng chạy trâu này. Giọng mày nghe đã già rồi. Chết cha bây giờ. Giọng tao mà già á. Giọng mày nghe như các 99 tuổi ấy. Giọng mày như thằng trẻ trâu 3 tuổi ấy. Ừ, tao chỉ trông được, ít ra tao sống lâu hơn mày. Ê, lêu lêu. Kiếm đồng dao quá. Ồ, biết đâu bất ngờ. Coi chừng ấy. Tính mạng con người nó chết nay chết mai ấy. Mà tao bất tử mày. Mày bất tử, mày là quỷ à? Mày lại nhầm rồi, tao hơn quỷ chứ. Ồ. Sao gì mày cũng muốn hơn nha. Đương nhiên rồi. Ngu mày cũng muốn ngu hơn. Quá chuẩn luôn. Trẻ trâu mà cũng muốn trẻ trâu hơn. Tao ngu. Mày ngu ấy. Bao giờ ngu hơn mày đâu. Mày ngu hơn ấy. Ngu hơn tao ấy. Mày ngu hơn á. Mày là sao xứng bằng tao? Thì đúng rồi, tất nhiên là không xứng bằng rồi. Tại vì mày ngu hơn cơ mà. Tao ngu hơn nhưng tao bắn hay hơn mày. Tao ngu hơn mà tao bắn hay hơn mày. Cái câu của mày nó có logic ghê luôn. Mày đã bảo là mày ngu hơn thì mày làm sao mà mày bắn hay hơn tao được. Nhưng mà tao bắn hay mà. Mày không biết, mày cũng biết ra sao đâu. Biết sao không? Ừ. Xem nào, tí mày cặp người mày quan sát xem nào. Ừ. Nè. Đừng có mõm, làm hành động đi. Làm hành động á? Để mày xem, làm hành động. Để gặp địch đi rồi mày thấy. Giờ mày muốn luôn. Sao?
đã solo không? Sao lại không nhỉ? Giờ tao muốn nhìn mày one shot, mày one shot được thì tao gọi mày là. Bây giờ tao hỏi mày muốn sao, mày ra solo hay không? Nhưng mày chốt 70. Nghe nó khấm lọ. Ôi trời. Mày ngon mày ra solo nào. Mày cái ép của okay tao. Ok luôn. A few moments later. Hello hello. Thằng kia. Nghe rồi con bot. Bắn lục bạc nha. Mày đến gây đó, mày chết một hồi mày mang nhột cho xem. Mày nghĩ con bot như mày ăn được tao. Mày chết mày cho mày. Quả là trẻ trâu mà. Ừ, tao trẻ trâu đây, làm sao? Mày thích bay múa à? Mày trẻ trâu, mày đau chưa? Đau tao chưa? Sợ mày còn... đau chưa? Mày bắt tao đi, đau chưa? Đau chưa? Ôi bị lát mày à. Bị lát. Mày ngu thế. Dê mày. Mày đấy thì tao bảo là mày ngu mà mày cứ nói là gáy vô cố vào xong bây giờ nhục chưa. Ừ tao nhục thì tao nhục, tao nhường mày một ván thôi. Nhường đây được. chị làm cho mày xem, mày phải tâm phục khẩu phục, ok chưa? Ok luôn, để xem trận này ăn được tao không. Giờ mày phun mũi này. Mày, tao phải làm cho mày tâm phục khẩu phục để cho đi nói chuyện với Đức cho. Chết. Okay. Mày ngu. Này, tâm phục khẩu phục cho em. Cũng được đấy. Trình của mày còn hô Đức lắm. À thì à, mày gạ Đức cho tao, tao solo phun mũi. À thế mà bảo là đại ca của Đức mổm ti gì. Thằng Đức mổm đệ tử tao mà. Đệ tử sao mà chị Châu. Chị Châu với. Ừ chị à, chị trận này xem chị ăn được không. Mày sinh bố mày đấy à. Đến đây em cho phun mũ. À đến đây con danh con này. Con danh con này. Thằng con, cái thằng ngốc con này. Cái thằng ngốc con này rồi. Mày chết đi. Mày đừng có mà chạy. Mày đứng im. Tao đi chạy đây, làm sao? Ôi, cái thằng này nó lượn. Ê, cái thằng nhóc con mày này. Ui, mày bắn như con bó đi. Như con bó đi. Ôi, đã ngu còn hay sủa. Như con bó này. Này, ngu. Tao mà bắn ghê đấy. Đây không phải là câu hỏi ngu, mà là câu hỏi cực ngu. Ôi, tao nhường mày 3 ván thôi, hiểu không? Tao nhường mày thôi. Mấy ngày hôm nay tao hơi bị buồn, hơi bị stress. Không có thời gian mà cũng không có tập trung để chơi game được. Hôm nay đem mà vô xả chết đúng là hết chết thiệt mà. Vê. Tao nhường mày thôi. Nhường. Mồm đứa nào nói ra cũng nhường. Bắn ngu thì bảo là bắn ngu đi. Nó ngu thì lại bị tự ái. Quá chuẩn luôn. Đấy bắn hộ tao cái. Mày bắn hộ tao cái. Okay, tao chạy rồi okay, hộ tao cái. Ok. Bắn hộ tao cái. Mày biết thằng Đức Bóm bị tao hành cho 70 mà. Đéo tin. Trời ơi, bông keo ít thôi. Tao thích đào keo đây, mày làm sao mày ăn đây. Bông keo ít thôi, cái thằng chị Châu này. Ôi trời ơi, bông keo ít thôi. Loạn hết cả mắt này, bông keo ít thôi. Mình xin bạn cái tuổi luôn mà. Sao mày bắn ăn hên ấy? Ăn hên cái gì mà ăn hên, người ta phải nói là bắn hay. Người ta phải công nhận là người ta bắn hay thì bảo là bắn hay. Ngu thì nói là bắn ngu. Không, riêng mày tao không công nhận mày bắn hay được. Mày nói lắm. Bảo bắn hay thì lại đã bắn hay thì không nói. Người bắn ngu thì nói thì chị tự ái. Ôi mày nghiện game ít thôi. Ôi giời, thằng này bắn đau thế. Lát rồi mày chết rồi. Mày chuẩn bị phun mũ này. Lát rồi mày. Phun mũ. Ok. Mày thấy chưa? Ok mày chưa? Mày ăn may thôi thằng nhóc này. Giờ mày, tao chốt mày 70. À đâu, 72, à 74. Nhưng mà mày bao nhiêu tuổi đây? 2k9. Thật luôn. Sao mày... Thật luôn, tao 2k9. 2k9 giọng già như bố. Giọng tao già nhưng mà... Giọng tao... Mày nhìn giọng tao già thôi nhưng mà ở ngoài tao trẻ lắm. Vừa trẻ vừa đẹp trai. Ồ, bể đầu cho con trai. Ôi, mày nhìn tao đảo keo này. Ê, tao đảo keo như... Ê, mày. Như Lê Bình luôn. Hả, à, sao mày? Ôi, con kia. Mày. Mày nghe nè. Mày ở độ tuổi của fan của Đức đúng không?
Thì tao hỏi đúng rồi, đúng rồi. Tao hỏi mày một câu. Mày chết. Tao hỏi mày một câu. Là hỏi đi. Nếu như đang mày cũng có đem xem clip của tao với Đức đúng không? Đúng. Làm sao? Thì hỏi là mà câu chuyện của tao với Đức thì tao nên làm gì bây giờ? Mày lên nói chuyện với gia đình bên kia. Ơ, tự nhiên mày kêu tao đi mày nói đúng. Chuyện với gia đình bên kia mày bị ngáo à? Tao hỏi là câu chuyện của tao với Đức cơ mà, mày bị ngáo à? Tao bị ngáo đấy, làm sao? Ôi trời, thằng này nó ngáo thiệt rồi mọi người ạ. À. Tao cũng phải bảo mày một câu. Mày nghe cho kỹ vào. Láo. Mày lên quay lại với Đức đi. Để cho nhanh. Tại sao? Ok chưa? Tại sao? Tao thích mày quay lại với Đức. Tại vì tao thấy Đức còn yêu mày. Ok chưa? Đức còn yêu tao á? Đúng rồi. Tao là sư phụ thằng Đức nên tao biết về mọi chuyện về nó. Thôi đi, thôi đi, thôi đi đi. Mày lại bốc phép rồi. Mày lại bốc phép rồi đấy. À, mọi người ơi, mọi người ơi, theo như bây giờ mình nên làm gì? Mọi người comment ở dưới cho mình nghe với. Mình nên làm gì bây giờ? Mình đấy á. Nãy giờ tao đang tâm sự mày, sao mày mắc lịch sự thế? Người ta đang nói chuyện. Mà tao tính phá mày đấy. Tại sao mày lại mắc lịch sự như thế? Người ta đang nói chuyện ở bên đây cơ mà. Thì còn nhiều chuyện. Tao tính phá mày đây. Mày nhiều chuyện thế. Người nó mà mất lịch sự thế. Tao thích nhiều chuyện đây, làm sao? Mày đúng nhiều chuyện luôn. Mày là bao nhiêu mày chuyện? Ăn tao đi, nói. Một phán duy nhất. Ăn ngay. Ok luôn. Ôi, ghê đi. Một phán duy nhất, ok. Nói là làm. Ô, anh ghê đi. Ngưu. Thế nhá, cảm ơn mọi người. Cảm ơn mọi người, cảm ơn mọi người đã xem hết clip nha. Cảm ơn mọi người nhiều và mọi người hãy comment cho mình biết. Mày im đi cái thằng này. Mà mọi người hãy comment ở dưới cho mình biết là mọi người hãy comment là mình nên làm gì nha mọi người. Cảm ơn mọi người nhiều.